Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segui đây. Hiện tại đây có form bài của mình đang có, đó chính là bốn cảnh vệ nha. Và đang đi chung với Amumu, Gnam 1 sao, tướng tăng cơ chính, lại dắt 2 sao. Còn tướng đem chính của mình đang có, đó chính là con Garen là tướng 1 tiền 2 sao và đang cầm một cái trang bị lớn nha. Và từ đầu game mới tận bây giờ là mình cũng đang có được một cái lượng máu thật sự đang rất là cao luôn á. Với chủ thắng 5 trận rồi và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào cả. 100 máu nha, ở round 2 chấm như này. Nói chung á, là mình cũng đang được một khởi đầu game khá là tốt luôn anh em ơi. Khi mà cái form bài của mình đang chơi là chưa từng phải roll bất kỳ một cái lần nào. Khi mà tướng 2 tiền, tướng 3 tiền cũng như á, là tướng 1 tiền 2 sao, nó đều tự ra hết luôn á, nên khá là dễ chơi nha. Level 4, trời ơi 69 tiền anh em ơi. Mình đang muốn roll kiếm Jack cũng như là Garen 3 sao ở level 4 nha. Với tỷ lệ roll tướng 1 tiền là 55% luôn nha mọi người, rất là cao. Dắt 6 con luôn rồi nè. Ôi, Kobuko ra khá là nhiều anh em ơi. Ây da, dắt 7 con luôn rồi nè mọi người ơi. Nhưng mà cái mình cần ở đây là Garen cơ. Ây xài ơi, một con đầu tiên anh em ơi. Amumu luôn nè, lấy luôn cho em nó nha. 4 con Garen, dắt 7 con rồi, thế nó mới cày chưa. Gặp luôn công này level 5 hơn 40 tiền với một cái lõi combat đi chung với cái form bài sử gia đấu sĩ Gna CV 2 style anh em à. Thắng sao nổi đây. Mặc dù là mình đang có chủ thắng anh em ơi, nhưng mà gặp công này mạnh quá rồi, chịu thôi, thắng sao nổi. Hơn mình một slot tướng cái sử gia. Cái con Kale nữa là hơn mình hai slot tướng luôn mọi người. Chắc chắn là thua luôn rồi đó, nhưng mà làm sao. Tầm này mình roll tướng ở combat là nó khá là dễ thôi. Garen cố lên, không được rồi, thu 3 con à, cũng được anh em, cũng được anh em ơi. Để cùng thử xem cái lõi thứ hai nào. Khỏe mạnh kép, món quà tử sĩ và vương miện bảo hộ hả? Cái vương miện bảo hộ này mình xài không được nha mọi người, tại vì cái form bài của mình đang chơi á là Garen và Yakari. Quét sạch bản điểm á, cũng tạm được nha. Cũng tạm được nha mọi người ơi. Cái lõi khỏe mạnh kép này nè, nó cũng khá là ngon. Tướng của bạn được nhận thêm 99 máu với mỗi vị tướng 2 tiền ở trên sàn đấu à. Ok, cũng ngon phết đấy mọi người, lấy luôn nha. Amumu 2 sao luôn rồi nè, tướng 3 tiền tự là được 2 sao lên vào 5 như thế này. Ô, Annie luôn à. Ảo nhờ. Mình đang muốn roll kiếm dắt cũng như là Garen 3 sao cái đẻ nha mọi người. Dắt 8 con luôn rồi á. Phải đuối, tự ra luôn mà. Dễ chơi chưa? Mà cái điều mà mình đang cần là Garen 3 trước cơ. Vậy trong trận đấu ngày hôm nay á, thì mình cũng đang muốn làm một cái form bài meta tướng 1 tiền Gary nha mọi người ơi. Nó đang rất là mạnh luôn á, cực kỳ dễ chơi. Nhưng mà đang rất là ít người biết luôn. Đó chính là bài Garen Gary đi chung với cảnh vệ và sử gia nha. Và chắc chắn rồi, trước khi mà mình làm video meta á, thì anh em ơi, hãy đừng quên kéo xuống cái phần bình luận đã ghi ở phía dưới nha. Tại vì sao? Mình có để cho mọi người á, đó chính là một cái link đồ hình chuẩn ha, để cho anh em cùng xem qua tham khảo nha. Nói chung mà độ hình chuẩn á, nó sẽ không có cần thêm ấn, không cần thêm biến hệ đâu nha mọi người. Anh em chỉ cần đúng tướng, đúng level bỏ vào sẽ là ok thôi nha. Đây, thắng lại luôn rồi nè, ngon lành. Garen nào. Đang rất là cần Garen 3 sao sớm luôn á mọi người. Chỗ tướng 1 tiễn ra kìa, 5 con. Không có Garen nào. Có CV à. Chỗ Darius. Garen của tôi đâu rồi? Khó vậy ta. Với lại là khi mọi người chơi cái bài Garen Gary này á, thì anh em chỉ cần quan tâm cho mình 3 điều thôi. Thứ nhất, Garen phải là 3 sao. Thứ hai, Garen phải cầm 3 đồ chuẩn. Và cái quan trọng nhất anh em bắt buộc phải có luôn á, đó chính là Garen này cần một cái lõi tướng nha. Và lúc đầu game á, ngay từ round 2.1 là mình cũng đang có được một cái lõi vàng rất là ngon luôn anh em ơi. Đó chính là lõi tướng Garen Gary nha. Tên là anh hùng truyền thuyết ha. Nó cho mình luôn á là một con Garen 2 sao nha. Nên tất cả những cái vị tướng Garen đầu game mình roll được á, chỉ là một con thôi nha mọi người ơi. Thật sự là hơi xui luôn á. Nhưng mà cái quan trọng nhất á là cái lõi tướng này nó tăng sức mạnh cho Garen thật sự rất là nhiều. Thứ nhất á, nó được cộng dồn máu nha mọi người. Bình thường Garen á mà không có lõi tướng thì mỗi khi mà nó xài kỹ năng á, nó tạo thêm giáp. Và càng xài kỹ năng càng nhiều á, giáp nó sẽ càng nhiều. Nhưng mà với cái lõi tướng này á, thì khi mọi người xài kỹ năng Garen này, nó sẽ cộng thêm máu nha. Xài kỹ năng càng nhiều á, máu càng nhiều. Và trong cái lõi tướng Garen này á, nó sẽ có một cái nội tại rất là hay luôn và tương tác được nha mọi người. Là nếu như mà máu Garen này á, hơn tên bạn, thì Garen này sẽ gây thêm tới tận là 40% sát thương chuẩn nha.
và sát thương chuẩn ở đây có nghĩa là sẽ bỏ qua tất cả một lượng giáp kháng phép của tên bạn đang có và đánh thẳng vào máu luôn. Đó là lý do tại sao mà Garen này nó tương tác rất là tốt với những cái lõi mà cộng thêm máu nè, hoặc là chính nó luôn nha mọi người. Khi mà xài kỹ năng được cộng thêm máu và chỉ cần máu của nó hơn tên bạn thôi thì gần như là endgame, haha. Trời ơi, nhưng mà Ron xui điên cái này mời, Ron không ra con nào. Ây da, thế thì hỏng người rồi. Và cái combo 3 trang bị thật sự đang mạnh nhất khi mà chơi Garen luôn á, đó chính là quyền năng, bàn tay công lý cũng như là một cái trang bị thứ ba á. Nó có thể là tùy vào trường hợp anh em ơi, có thể là huyết kiếm nè, có thể là một cái quyền năng nữa nha mọi người, hoặc là anh em có thêm một cái trang bị chống chịu nào đó cũng khá là ok. Nhưng mà hai cái trang bị mình nghĩ là cần phải có đó chính là quyền năng, một cái trang bị mà tướng tăng xài cũng được, mà tướng đam xài cũng được á, rất là thích hợp luôn cho con Garen này khi mà cộng kẻ giáp kháng phép, cộng kẻ đam cũng như là sức mạnh phép thuật hơn. Còn cái bàn tay này á, là mỗi khi mà xài kỹ năng anh em ơi, nó sẽ hồi lại được một cái lượng máu khá là gớm luôn á. Đây, Garen 2k7 đam, trong đó cũng được vài trăm đam sát thương chuẩn rồi. Xe này cho phép bạn đặt chủ thua hoặc chủ thắng hả? Tài xỉu quá anh em, phải đá vậy. Đặt chủ thua hiện tại của bạn thành 6, đặt chủ thắng đi anh em ơi, đặt chủ thắng đi. Cái con Kayle này khá là ảo, anh nhầm, cái con Senna này khá là ảo nha. Mặc dù mình đang chủ thua chỉ là một trận thôi, nhưng mà nó cho phép mình đặt cái chủ thắng. Anh nhầm, mặc dù chủ thắng của mình nó chỉ là một trận thôi, nhưng mà nó cho phép mình đặt chủ thắng thành 6 trận luôn. Thì có nghĩa là sang trận sau á, mình mà thắng tiếp đúng không, là mình sẽ được một cái lượng tiền lãi rất là cao luôn anh em. Cái này khá là ngon luôn chứ. Một là mọi người đặt chủ thắng, hai á là mọi người đặt chủ thua, còn ba là không có làm gì cả. Nếu như mọi người đang thua thì tiếp tục đặt chủ thua thôi. Còn nếu như mọi người mà vừa mất chủ xong á, mà anh em tin rằng mình có thể thắng tiếp á, anh em đặt chủ thắng nha. Tại vì chủ thắng 6 trận á, nó sẽ cho mọi người được một lượng tiền lãi thật sự rất là cao luôn á. Cứ mổ ra qua đi được cộng thêm 3 vàng tiền lãi nha mọi người. Ok, thắng được, xém thua, xém thua. Cái con Lee Sin kia đá nó cũng hơi gớm mà anh em ơi. Ông này level 6 hơn 50 tiền. Trời ơi, xém cút luôn á chứ. Tại vì mấy cái bài tướng 1 tiền carry như thế này nó sẽ rất là mạnh luôn lúc đầu và lúc giữa game. Nên cái điều quan trọng nhất mọi người cần phải làm là kiếm được Garen 3 sao sớm nhất bằng được cho mình, cũng như là ba cái trang bị sớm, ba cái trang bị chuẩn nó sớm sớm một tí nha. Chứ về cuối game á, chắc chắn 100% với mọi người luôn là cái bài Garen này nó sẽ cực kỳ đuối. Nên nó sẽ cần mạnh cực kỳ luôn lúc đầu game cũng như là lúc cuối game á, anh em bắt buộc phải kẹp thêm mấy cái vị tướng 3 tiền, 4 tiền hoặc là cả 5 tiền nữa đâm vào mà phụ đam thêm ha. Và cái bài này như mình đã nói nha, nó chỉ có thể chơi được khi mà nó ra cho anh em á, đó chính là một cái loại tướng Garen carry thôi. Chứ còn không anh em đừng có nên chơi cái bài này nha, không được chơi luôn anh em, chỉ nên chơi khi mà có loại tướng thôi nha. Garen nào mình roll sắp lên level 6 tới nơi luôn rồi đó bà nội nó. Sắp level 6 tới nơi luôn rồi anh em ơi, mà Garen vẫn chỉ là 6 con ra 4 chấm á, mà chưa lên được tướng 1 tiền 3 sao là cực kỳ trễ nha. Là siêu trễ luôn á anh em. Mình đang có khá là nhiều tướng cần phải nuôi á. Tại vì mấy cái bài tướng 1 tiền như này mọi người lên được 3 sao, càng nhiều tướng nó sẽ càng mạnh, nhưng mà tham lam anh em, mình muốn nuôi hết. Trời ơi, ra tướng kìa. Ảo ma, Gna 2 nè, Illaoi 2 nè. Muốn lên cả Riven 2 anh em ơi, nhưng mà lại không có đủ tiền. Mạnh Gary của tôi đâu rồi ta? Tầm này mà mất chuỗi là siêu nghèo luôn anh em à. Mà gặp công này mạnh thế, gặp công này mạnh điên ở đây mà. Khó rồi. Dắt ba sớm nhưng mà dắt ba làm gì đâu. Ây à, gặp này mạnh quá đây mời, mất chuỗi rồi. Tưởng như được cái chuỗi này lâu thế nào chứ ai ngờ giữ được mất cả hai trận, mất luôn cái chuỗi, giờ nghèo rồi đó, giờ nghèo điên luôn đó anh em. Và cổng của mình đang chơi á là cổng Gala Hoàng Kim nha, có nghĩa là combo ba cái lõi trang bị á, à lộn, combo ba lõi á đều là lõi vàng luôn nha mọi người. Ba cây chùm lại tướng của bạn nhận được thêm 75 máu với mỗi tướng ba vàng có trên sàn đấu. Cái lõi thứ hai của mình á là khỏe mạnh kép, cộng thêm 99 máu với tướng 2 tiền. Cái lõi thứ ba của mình á là cộng thêm 75 máu với tướng 3 tiền. Cái nghĩa là bây giờ đội hình của mình á, bỏ càng nhiều tướng 2 và tướng 3 tiền vào nó sẽ càng gớm anh em.
Garen đâu rồi ta? Úi xồ ôi, một phát ra hai con, nhưng mà vẫn thiếu một con nữa. Đây rồi, cuối cùng cũng lên được Garen Monesui 4.2 và vừa mất cái chuỗi luôn nó mới lên được Garen 3. Nhưng mà Garen 3 thật sự là một cái sự khác biệt nha mọi người, là một cái sự khác biệt đấy, anh em cùng xem nha. Ông này là một cái phơm bài định mệnh và chắc chắn rồi sẽ là Aphelios Carry đấy. Garen nó gõ nè, càng gõ nhiều á, máu nó càng lên nhiều nha mọi người. Và càng lên máu nhiều á, sát thương nó sẽ càng cao thôi. Trời, holy shit. Giỡn Garen nè, giỡn Garen nè. Ui, một win một mạng anh em ơi. Một win là một mạng nhé. Và mấy cái bài tướng một tự nhiên này nè, mình nói thẳng với anh em luôn á, rất là khó để mà top 1 được, thật sự luôn là như vậy. Khi mọi người đã quyết định chơi cái mấy cái bài mà tướng một tiền Gary như này thì cái tỷ lệ lọt top 4 của mọi người nó sẽ cực kỳ cao. Top 4, top 3 hoặc là top 2 á thì tỷ lệ nó sẽ cực kỳ cao nha. Nhưng mà nếu như mọi người muốn chơi một cái form bài một tiền Gary mà top 1 được á thì nó sẽ cực kỳ khó nha mọi người. Nên là khi mọi người chốt mấy cái bài một tiền như này, anh em chỉ nên đánh theo cái tâm thế là lọt top thôi, chứ đừng đánh theo cái tâm thế là top 1 được ha. Top 1 thì mọi người sẽ phải cần nhiều điều kiện hơn, như là Garen lúc đầu tự bay luôn, tự cái đồ luôn, xong rồi lên level, tự ra ấn, tự ra lõi, xong rồi tự ra tướng luôn anh em. Thì top 1 sẽ là rất là dễ nha. Nhưng mà xui như mình nè, Ron phải gọi là thật sự là tán gia bài sản luôn anh em à. Mới lên được Garen này thì top 1 hơi khó thôi. Garen, nhưng mà nó mạnh điên anh em ơi, cứ một quy là một mạng thôi. Cứ một quy là một mạng thôi, không có nhiều. Hơn mà trước đó là Ron cũng được nhắc 3, cũng như là Gnai sắp 3 rồi. Gnai là 7 con anh em, sắp 3 luôn rồi đó. Và nếu như mọi người muốn theo dõi thêm những cái form bài meta mới nhất, hot nhất và được cập nhật hàng ngày, anh em cứ lên kênh BOCG của mình để mà theo dõi thêm mỗi ngày nha. Và anh em đừng lo về những cái video của mình đăng meta nha. Tại vì đây không phải là mình tự chế, anh em cứ yên tâm thoải mái sử dụng để mà leo rank. Tại vì tất cả những cái form bài meta của mình đang làm và gửi tới cho tất cả mọi người cùng xem á, là mình đã tham khảo qua rất là nhiều nguồn rồi. Và cũng có nhiều ông top thách đấu người ta xài rồi nha mọi người, cũng như là những cái trang web cập nhật meta uy tín á. Nên anh em cứ thoải mái mà xài nha. Đây, huyết kiếm luôn cho em nó. Nếu như mọi người chưa biết á, thì cái huyết kiếm này nó sẽ tạo giáp dựa theo lượng máu của tướng đang có. Có nghĩa là nếu như mà trước khi cái huyết kiếm này á nó tạo giáp đúng không, mà con Garen này của mình á nó có nhiều máu thì cái lượng giáp nó tạo ra có thể là bằng nửa cây máu của nó luôn nha. Mà với cái lượng đồ này á thì thật sự là lúc mà tích được huyết kiếm á nó sẽ là tầm vài ngàn máu anh em ơi. Và vài ngàn máu mà kích được huyết kiếm này thì thôi chứ hút máu lại thì cũng như không rồi đúng không anh em. Thật sự là bất tử đấy. Ông này là cái phơm bài 7 sứ gia với Ure đi chợ lượm được từ rất là sớm nha. Nhưng mà liệu đó có thể là một cái rau thắng cho mình hay không đây. Garen, Lemana nè. Lemana nè, một gõ Volibi, hai sao và cúc luôn nè. Kaylee hả? Kaylee hả? Kaylee. Kaylee. Kaylee với chúng tôi à. Bạn khóc luôn rồi anh em ơi. Bạn để icon khóc luôn rồi. Kaylee quạt không mất máu luôn Garen này mọi người ơi. Kaylee 3 sao 7 sư gia luôn đó nha. Ba cái búp tóc đánh mọi người. Đúng rồi luôn. Rồi kỳ ngộ gì đây? Hờ quay vẽ ra một hình nhân trong 5 vòng tiếp theo, nhận một vàng mỗi khi nó sống sót vào vòng giao tranh với người chơi à. Ok. Giờ cái hình nhân này sống cuối game đi. 5 round thì mỗi ra được thêm một vàng, được 5 vàng. Còn nếu như mọi người không có cần tiền á, anh em để cho nó hàng trên cho nó tăng cơ thêm cũng được. Sẽ có hai tác dụng, một là thêm một cái vị tướng tăng ở ra 4 chấm như này, còn hai là mọi người sẽ thêm được một chút tiền nếu như cái form bài của anh em nó đang quá mạnh thôi. Là level 7 luôn nha. Cái bài Garen này thì mọi người đi chung với 6 cánh vệ đi, nó sẽ là rất là ngon, nó châu ác luôn. Gặp cái ông này đây, ông này level 7 à, đang roll cái form bài Thiên Cung 3 đúng không? À, có u công luôn rồi nè. Garen, Lemana. Và mình bữa giờ thì vẫn đang đăng xen kẽ giữa những cái video meta, thử thách cũng như là đồ dị nha mọi người. Anh em cứ lên kênh YouTube của mình để mình xem thêm nha. Và nếu như mọi người có bất kỳ một cái ý tưởng nào muốn mình làm thêm á, anh em mới đừng quên bình luận ngay cho mình ở phía dưới nha.
bum. Đầu mùa như này anh em ơi meta nhiều lắm. Và nhất là cái mùa này á, nó có mấy cái lõi tướng nữa. Mình nhớ không nhầm là 5 hay là 6 lõi tướng gì đó. Và chắc chắn khi mà tướng đã có lõi tướng rồi á, thì nó sẽ có một cái meta riêng về nó để mà cho nó carry. Như là con Kobuko này, Garen nè, cũng như là Sen các kiểu nha. Mình để cho Garena nó tự bay thôi anh em ơi. Chứ bây giờ mà roll nữa thì thật sự là level không nổi. Mình phải tích tiền để mình lên level để mà bù lại cái lượng tiền của mình roll trước đó. Giờ thì mình cần đồ tăng hơn anh em à. Tại vì đồ đam của mình đủ rồi. Trời ơi đồ đam không vậy. Ô, Illaoi tự rớt hai con luôn nè. Hờ quay à. Con hờ quay này nó sẽ vẽ tướng theo bậc của tướng anh em ơi. Giả bộ như là tướng 2 sao, tướng 2 tiền á, nó sẽ vẽ là 2 rao các kiểu. Nếu như mọi người muốn vẽ tướng 1 tiền, 2 tiền, 3 sao á, có con hờ quay này sớm như vậy á, trời ơi, là nhất cái lách luôn anh em ơi. Thật sự là như vậy. Tại vì mình chỉ cần bỏ con Garena này tầm 4 rao thôi là mình sẽ có được Garena 3, không cần phải roll một cái lần nào nữa. Đấy. Dễ chơi vô. Lắp đồ cho hồ quay nó phụ đam luôn nha. Garen cho quát cái này mời. Garen bùm. Đấy, nó mà Garen hơn máu tên bạn là sát thương chuẩn hả. Bùm. Neko nè. Neko nè. Bum. Trời ơi 5k máu anh em ơi. 5k máu. Garen tướng 1 tiền 5k máu, gớm luôn. Rồi, thêm một cái trang bị tăng cho em nó nha. Garena vẽ tầm 4 ra lên được 3 sao rồi. Nếu như mà trong lúc vẽ á, nó tự ra thêm cho mình một con Garena nữa thì đỡ mất 2 rao anh em ơi. Xong rồi mình sẽ chuyển qua vậy mấy con tướng như là Illaoi hoặc là Riven cho lên 3 hoặc là 2 sao thôi. Ông top 1 lại còn khá là nhiều máu nha. Gặp A đây. Ông này tôi nhìn sơ qua thôi là thấy cái form bài thần tà thì phải. À, không phải. Ui level 8 hơn 50 tiền anh em ơi, giàu ấy. Garena cũng sắp 3 nè. Garen ông này lấy là đếp tạm mà. Ui CV 3 luôn anh em. Tự ra CV 3 à. Chớ roll gì mà giàu vậy. Cổ lên. Bon. Bon. Lên. Bon. Trời bất tử anh em ơi. Nó mạnh kìa. Gõ liên tội luôn cái chứ. Illaoi nè. Rồi 8 Garena rồi nha. Illaoi tự lên được 2 sao luôn anh em ơi. Tí nữa thích đó thì vẽ thêm con Illaoi bay nữa thì vừa chuẩn. Là vừa chuẩn luôn á chứ. Tướng 2 tiền sẽ là 2 rao, 3 tiền sẽ là 3 rao và tướng 5 tiền sẽ là 5 rao nha mọi người. Hồi trước con Hawaii này chỉ cần lên được bốc 3 sao thôi á thì nó sẽ vẽ một cái vị tướng 3 sao trong một rao thôi. Dù đó là tướng 5 tiền hay là tướng 4 tiền các kiểu. Nhưng mà Riot thấy nó mạnh quá khi mình được 3 sao á. Riot nớp lại liền anh em ơi. Riot fix lại cái đó luôn rồi. Để cho mọi người roll chay. Thế là khó. Ui ông này top 1 nè. Level 8 bằng 50 tiền. Firm bài là 7 sữa da à. Wow. Thật sự là khó chơi nha. Garen không nổi anh em ơi. Cái lên nó quạt kìa, nó điên rồi. Nó điên rồi anh em ơi. Ông này chắc là có form bài 7 sư dê nó tự ra luôn á chứ. Giàu á. Giàu á cái này. Chịu. Móc luôn cái chủ thắng vì công đó rồi. Lấy gì trời. Lấy con Listener ra 5 tiền thêm được một cái trang bị tăng nha mọi người. Nếu như mà muốn thắng cái ông sư dê này thì mình cần phải lắp cái con Garen sao á. Mà nó luồn xuống được cái chỗ cái con mà cây lê của ổng đang đứng. Nó bủa tầm mình nghĩ là 2-3 phát thôi thì con cây lê này nó sẽ bay màu thôi mọi người. Móc bay sữa da sẽ là cây lê 1
5 sứ da sẽ là Kaylee 2, 7 sứ da sẽ là Kaylee 3 và mọi người có được 10 sứ da sẽ là Kaylee 4 sao nha. Đấy, mốc 4 cảnh vệ là 20% kháng sát thương và trong 10 giây đầu được cộng thêm mấy chục phần trăm nữa anh em ơi. Là nó trâu điên luôn á. Lên được mốc 6 rồi thôi chứ. À, ông này level 7 roll hết tiền nhưng mà AFE 03 à. Kinder Red 3 nhưng mà AFE 03 anh em ơi. Cái bài định mệnh này á, nó có rất là nhiều những cái vị tướng carry được. Như là Cinderella carry nè, Aphelios carry nè, hoặc là Kinder Red carry nha. Ông này thì chốt cái bài Aphelios carry và đang roll rất là chuẩn chỉ luôn ở level 7 như này nhưng mà roll xui à. Mới có roll được cấp 7 con Aphelios thôi mọi người ơi. À 7 Aphelios, Aphelios chiêu 3 thì mình xin cái trận thắng này cái. Garen, boom. Ok. Cái lượng sát thương của Garen á là một nửa, nó phải là sát thương chuẩn rồi mọi người. Và đó là Garen bay sau một cách free nè. Rồi. Có hồ quay bỏ vào vẽ tướng nó ngon nhờ. Thật sự là dễ dàng luôn á mọi người. Giờ vẽ thêm cái quả gọi là Illaoi bay nó thì bú. Giờ tích tiền là level thôi. Mình còn phải làm một cái đội hình nhiều slot tướng á mới ăn được mấy con kia. Ông top 1 cũng là 7 sư gia, ông top 4 cũng là 7 sư gia anh em ơi. Ông top 4 thì chắc là chủ thắng không có nên tiền nó hơi nghèo. Ui, có nghèo đâu anh em ơi, level 9 nâng 50 tiền nè. Có nghèo đâu. À. Ông này là 5 sư gia anh em ơi. 5 năm mốc 5 thôi. Tại vì chưa có Ire thì phải. Cái CV3 à. Green. Pong. Con được con đây mà, con được con đây mà. Pong. Pong. Lên bên đây, CV3 à. CV3 nè, cây lên nè. Chọt. Chọt. Pong. Trời ơi. Green nó gõ kìa anh em ơi. Từng đứa một luôn á chứ. Giờ Illaoi á vẽ ba ra một con cũng hơi lâu á, tại vì ở mấy cái rao cuối như này á, mỗi rao là một cái trận thắng thua đó là quyết định luôn rồi đó. Ui, ông này có khi nào ông tích tiền level 10 ông roll kiếm 5 tiền 3 sao luôn không trời. Ông mà level 10 ông roll 5 tiền 3 sao thì mình chịu anh em. Cái ông kia mà lên được Aphelios 3 thì cũng là một cái form bài gớm á nha, tại vì Aphelios nó cũng là một cái vị tướng 3 tiền carry cũng hơi gớm ấy. Trời ơi, tiền đóng luôn á. Ngồi. Amumu 2 sao là luôn chèm nó. Trận sau gặp cái ông top 1 nè, có khi lại mất cái chủ thắng rồi. Ông này thì hồi phục nó không có nhiều anh em à. Nhưng mà vẫn phải lấy á, tại vì cái con Hawaii này á, nó là một cái vị tướng có một cái lượng sát thương diện rộng rất là rộng luôn á. Nên mấy cái quỷ thư hoặc là bùa đỏ nó rất là ngon cái con tướng này nha. Ok, luồn luồn xuống được không? Luồn luồn xuống cái con Kaylee kia được không? Thổ Galio 2. Chào quá. Nói chung là bài Garen này và cú game đó, nó cũng đuối rồi anh em ơi. Nó cũng đuối rồi. Nhưng mà Garen ơi vẫn được anh em ơi, vẫn được anh em ơi. Garen, boom. Vẫn được nha. Ui. Ui. Garen đúng. Garen gõ đúng hai cá đâu mọi người ơi. Kaylee bay sao bốc hơi luôn. Gõ đúng hai cá mọi người. Hai cốt. Mạnh nè. Nautilus nè, ok. Nautilus thì mình phải bỏ con Hawaii ra mới đủ anh em ơi. Con Hawaii nó đang vẽ tướng ngon quá. Thôi bỏ bớt cái hệ sử gia ra nha. Nói chung là nó cũng chỉ có được thêm mấy con Kaylee thôi mọi người à. Bỏ bớt ra đi. Hawaii đang vẽ thâm tướng ngon quá anh em ơi. Bỏ không được. Thà là bỏ sử gia anh em ơi. Thà là bỏ sử gia. Tại vì sử gia nó cũng chỉ là một cái vị tướng Kaylee một sao thôi. Không có đáng. Ông này vẫn chưa AFE 3 sao à, xui vậy. Ông này vẫn là AFE 2 mà cầm 3 đồ anh em. Hơi xui. Hơi xui cho ông.
Phi 3 thì lấy đem đâu mà ăn được cái con Gary này mọi người. Listen the Ray hắt được một cái mảnh trang bị nè. Cái con Listen the Ray này mình thật với mọi người luôn á, là nó không khác gì phiên bản mùa 10 của con Qna cả. Thật luôn. Set nè, ngon á. Lại có con hầu quay à. Từ nha anh em ơi. Say yeah. Say yeah cũng không kích được hệ gì nhiều cho lắm. Nghĩ là chắc là tướng 5 tiền cảnh vệ nó sẽ ngon hơn tướng 4 tiền cảnh vệ đó anh em. Set nó cũng mạnh mà. Alpha hay là vẫn là 7 con ông này xui vậy ta. Listen the Ray 2 con này nè mọi người. Great Pong Lamina. Lamina Pong. Tụng kinh luôn mà. Tên bạn gọi là tỉnh tâm luôn á anh em ơi. Gõ thử một cái nè. Ông top 1 như thế nào? Ông top 1. Ui, Garen của mình nhìn máu rồi nè. Nhìn nó gớm luôn á chứ. Một phát sắp đôi cái hai ông luôn mà. Garen này carry ác nhờ. Cái ông kia level 10 từ rất là sớm luôn á mọi người. Mình nhớ không nhầm lỏng level 10 từ round 5.6 hay là round 6.1 rồi đó. Ông mà round tướng 5 tiền full 2 nó cũng là hơi gớm nha. Thì mình vẽ thêm nốt con Amumu với lại là con Illaoi Bay nó là ngon à. Là chuẩn luôn nè. Thần thoại à. Thần thoại Nautilus này bỏ vào kích luôn được cái hệ thần thoại. Nhưng mà phải bỏ ăn xét ra hoặc là Amumu. Mà Amumu bỏ ra thì lại mất cái hệ sứ thanh hoa. Mà bỏ Nautilus vào lại kích được cái hệ thần thoại này em ơi. Dắt này dắt 3. Amumu 6 con rồi nha. Ồ Lilia 2 ngon á. Set 2 con luôn nè. Bán dắt luôn nha mọi người. Tầm này tướng 1 tiền 3 sao mà không có cầm đồ á. Cũng không có lõi nên nó cũng hơi yếu rồi. Bỏ ra luôn đi. Tại vì Nautilus này nó là một cái vị tướng 4 tiền nha mọi người. Mà hệ cảnh vệ hệ thần thoại luôn á là rất là trâu. Ngon lắm. Kaylee hả? Kaylee hả? Kaylee hả? Kaylee hoặc Garen nhìn nản luôn anh em ơi. Ok, Lilia 2 sao rồi nè. Illaoi sắp 3 luôn rồi nha anh em ơi. Ui, Nautilus 2 sao, ngon. Đúng, đúng luôn rồi đó. Quyết định đúng luôn rồi đó mọi người. Bây giờ toàn đôi không anh em. Mình còn thêm một con Illaoi nữa để mà rao sâu á. Nó vẽ tướng lên được Illaoi 3 luôn. Mà coi kìa anh em ơi, xui chưa. Thì mình vẽ tướng 5 tiền trước đi. Chứ Illaoi mà 8 con thì mình cũng phải roll cái con cuối anh em ơi. Cũng như không à. Cũng vậy. Thà vẽ tướng 5 tiền lên tướng 5 tiền 2 sao luôn đó. Nó sẽ là một cái bước tiến lớn luôn á. Hầu quay 3 đồ mà lên được 2 sao thì bú. Đấy, đó là lý do tại sao mình nói với mọi người á là lúc cuối game như thế này nó cần phải có thêm mấy cái vị tướng 4 và tướng 5 tiền bỏ vào để mà nó phụ đam nha. Tại vì con Garen này á nó chỉ là một cái vị tướng sát thương đơn mục tiêu thôi nha mọi người. Có Listener Ray 2 sao luôn rồi nè, ngon, là luôn chèm nó. Lúc đầu game á thì tem bạc Xlock tướng như là 4, 5 hoặc là 6 con tướng thôi. Thì nó xài kỹ năng á, có thể ăn được hết. Nhưng mà về cuối game như thế này, slot tướng tem bạc toàn là 8, 9, 10. Có khi mà thêm mấy cái cọc hoặc là cây le anh em ơi, là 11 hoặc là 12 slot tướng. Thì con Garen này gõ nó khi nào mới xong anh em. Còn phải có thêm mấy cái vị tướng 4 và 5 tiền khác để mà nó phụ đam nha. Và sát thương lan á, Clear sàn nó mới nhanh được. Ok, thêm một đống tiền nè. Lên được set 2 hoặc là hậu quay 2 là ngon. Ui hậu quay tự 2 luôn. Ngon đó. Để vẽn set nha mọi người. Con Illaoi này nó lừa mình rồi. Ui xôi ôi. Set tự 2 luôn. Rao sau lên luôn cho em nói nha.
Rồi, để vẽ Eloy thôi mọi người ơi. Set 2 rồi thì vẽ làm gì nữa, tốn phí lắm. Ôi, cuối cùng công kiếm là được Aphelios 3 rồi kìa anh em. Nhưng mà khi mà ổng là được Aphelios 3 sao rồi á, thì cái đội hình của mình thật sự là nó quái vật lắm rồi. Đội hình của mình thật sự là quái vật lắm rồi anh em ơi. Thì Aphelios 3 sao bắn được cái gì nữa đâu. 5 tiền gần như là full 2. 3-4 tiền một đống 2 sao. Nói chung là cũng mạnh nhưng mà 3 tiền 3 sao ra 7 chấm là cực kỳ trễ bạn ơi. Ngon lành cành đào nè. Ui, đắm luôn cái ông kia mà. Set 2 sao luôn nha mọi người. Eloy 3 luôn không? Một con nữa mà. Một con nữa là Eloy 3 luôn á nè. Không ra à? Không ra thì thôi vậy. Đồ hình là quá đẹp luôn đó mọi người. 6 cảnh vệ, cái này là quan trọng nha. Tại vì cảnh vệ nó sẽ giúp cho con Garen này siêu trâu, đi chung với thần thỏ, pháp sư và sứ tinh hoa. Mang tướng này phụ đam ác. Cây lây 3, Galio 2, lây vào 10, UD 2 các kiểu, Yurei các kiểu luôn. Sayarakan. Trời ơi, combat thật sự là nhức mắt luôn anh em. Hiệu ứng quá nhiều. Mà Garen nó vẫn sống, đó là cái điều quan trọng. Garen nó vẫn sống, hơi quay nổ rồi kìa. Wow, chắc chắn rồi mọi người ơi. Đó sẽ là một cái trận top 1 nha. Và ok, GG tất cả mọi người nha. Bye bye. Chào mừng các bạn đến với BNU Store nha. Nào chúng ta sẽ cùng dạo qua một vòng cửa hàng ha. Anh em sẽ cảm nhận được sự đa dạng của sản phẩm cũng như là sự kỳ công, tỉ mỉ trong từng chi tiết ở từng sản phẩm của BNU Store. Từ những chiếc quần Âu lịch lãm đến trang phục hàng ngày thoải mái, từ áo sơ mi thanh lịch đến trang phục thể thao phong cách, BNU Store tự tin mang đến cho bạn sự lựa chọn đa dạng và phù hợp với mọi tiêu chí của anh em. Nhân dịp một năm thành lập cửa hàng á, thì mình cũng xin được phép gửi đến em một cái chương trình tri ân đặc biệt, đó chính là ngập tràn quà tặng nhân 3 niềm vui. Với mỗi đơn hàng trên 300.000, mọi người sẽ nhận được hai chương trình khuyến mãi. Đầu tiên á là free ship, thứ hai là được chọn hai cái mẫu móc khó quà tặng tựa game đó cho chân lý nha. Bây giờ mình sẽ cùng với anh em và mua thử một cái chiếc áo ở trên cửa hàng BNU Store của mình nha. Anh em cứ chọn vào những cái mẫu này mọi người thích đó, xong mà bấm chọn size nè, rồi bấm thêm vào giá hàng nha, là sẽ được thôi. Sau khi mọi người đã thêm vào giá hàng thành công rồi á, anh em bấm thanh toán nha. Khi mà vào đây á, mọi người sẽ được tặng một cái phần quà miễn phí, đó chính là móc khóa nha. Anh em bấm vào chỗ này nè, thì sẽ hiện ra hàng loạt móc khóa cho mọi người chọn luôn, rất là nhiều mẫu khác nhau. Anh em chỉ cần bấm thêm thôi là được nha. Và sau khi mọi người đã chọn được phần quà xong rồi á, anh em kéo xuống dưới đây và điền tất cả thông tin này giúp mình nha. Và như event của mình đã nói ở trước đó nha mọi người á, thì anh em được tặng thêm một cái mẫu móc khóa tùy chọn, anh em có thể ghi chú thêm ở dưới đây. Và khi thanh toán á, mọi người sẽ có hai hình thức nha. Một là chuyển khoản ngân hàng, anh em có thể chuyển khoản trực tiếp qua cho mình luôn. Còn hai á là thanh toán khi nhận hàng nha mọi người. Và sau khi mọi người đã đọc xong rồi á, anh em bấm vào tích vào ô này nha, xong rồi bấm đặt hàng là xong rồi đó. Một cách đặt hàng rất là đơn giản và hiệu quả ha. Đây là hóa đơn của mọi người khi mà đặt hàng thành công rồi nha. Nếu như mọi người có bất kỳ thắc mắc hoặc là cần sự hỗ trợ nào á, thì đừng ngần ngại nhắn tin với tụi mình ở đây nha. Sẽ luôn có nhân viên trực để trả lời mọi người. Hãy ghé BNU Store để ring về cho mình những sản phẩm thời trang ưng ý nhé mọi người.